Do thiếu quan sát, người điều khiển xe ben đã khiến phương tiện mình quệt vào xe của hai cảnh sát giao thông đang đi phía trước. Hậu quả, xe máy công vụ bị ngã ra đường. Hai cảnh sát giao thông may mắn không bị bánh xe cán trúng. Video xe ben thiếu quan sát va quệt vào hai cảnh sát giao thông. Sự việc xảy ra tại địa phận Quảng Ninh. Clip được ghi lại từ camera hành trình của ô tô đi sau cho thấy hai chiến sĩ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông trên đường, thì từ phía sau lúc này một chiếc xe ben cũng đang di chuyển tới. Do thiếu quan sát, người điều khiển xe ben đã khiến phương tiện mình quệt vào xe của hai cảnh sát giao thông đang đi phía trước. Hậu quả, xe máy công vụ bị ngã ra đường. Hai cảnh sát giao thông may mắn không bị bánh xe cán trúng. Ngoài một chút xây xát, vụ tai nạn không để lại hậu quả đáng tiếc gì. Nhưng thái độ lơ đễnh, mất tập trung khi lái xe của tài xế đã hứng phải rất nhiều chỉ trích. Xe đi sau mặc định phải chú ý giữ khoảng cách với xe trước chứ. Ông xe ben sơ ý quá, may mà không ai bị thương nghiêm trọng. Xử phạt cán bộ huyện lái ô tô đánh võng gây xích mích trên đường. Chiều 5 tháng 8, Công an huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc vừa ra quyết định xử phạt ông Trần Ngọc Nhất, cán bộ Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao huyện Bình Xuyên, 12,2 triệu đồng do vi phạm nhiều lỗi khi tham gia giao thông. Trước đó, ngày 25 tháng 7, ông Nhất mượn ô tô Honda CR-V của ông Phùng Ngọc Lâm, trưởng phòng nội vụ huyện Bình Xuyên, đi giải quyết việc cá nhân. Khi sang đường gần lối vào IC3 cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, ông Nhất xảy ra xích mích với một tài xế đi cùng chiều, dẫn tới hành vi chặn đầu ô tô và giữa hai tài xế có lời qua tiếng lại, xô đẩy nhau. Trên một đoạn đường dài sau đó, ông tiếp tục điều khiển ô tô đánh võng, lấn làn đường, phanh gấp để gây hấn với tài xế ô tô đi phía sau. Khi ô tô phía sau dừng lại, ông Nhất xuống xe và có những cử chỉ thách thức đe dọa tài xế. Clip ghi lại toàn bộ diễn biến sự việc được đăng tải lên Facebook sau đó, khiến cộng đồng mạng đổ dồn nghi vấn người lái xe Honda CR-V là ông Phùng Ngọc Lâm, trưởng phòng nội vụ huyện Bình Xuyên. Sau khi xác minh kỹ, lãnh đạo huyện Bình Xuyên đã minh oan cho ông Lâm. Sau vụ việc, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao huyện Bình Xuyên đã họp chấn chỉnh cán bộ về thái độ, tác phong khi tham gia giao thông. Công nhân kể giây phút nghe tiếng nổ lớn từ lò hơi khiến hai người tử vong. Đến 15 giờ ngày 5 tháng 8, các cơ quan chức năng vẫn đang phối hợp để khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy nổ lò hơi trong công ty trách nhiệm hữu hạn LC Buffalo, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, làm 3 người thương vong. Chiều cùng ngày, các công nhân được cho tạm nghỉ để phục vụ công tác điều tra. Vẫn chưa hết bàng hoàng, chị Tâm, sinh năm 1995, công nhân công ty Buffalo, kể lại: sáng nay, chị và các công nhân vào làm ca sáng. Khi vừa bắt đầu thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn từ khu vực nhà xưởng chứa lò hơi. Ngay sau tiếng nổ lớn, khói và lửa bùng phát dữ dội. Lúc này, khoảng 50 công nhân bên trong hô hoán nhau bỏ chạy để thoát thân. Sau đó thấy nhiều xe cứu hỏa và cứu thương liên tục chạy vào công ty. Một nam công nhân khác cũng cho hay, khi nghe tiếng nổ lớn kèm theo khói lửa, mọi người đều hoảng sợ, chỉ biết hô nhau chạy. Đến khi an toàn ra ngoài mới nghe nói là nổ lò hơi làm hai đồng nghiệp tử vong. Cùng với công tác khám nghiệm, chiều ngày 5 tháng 8, các cán bộ công an và Viện Kiểm sát Nhân dân lấy lời khai của nhân chứng và chủ doanh nghiệp. Được biết, công ty trách nhiệm hữu hạn LC Buffalo do ông Yu Cheng, quốc tịch Mỹ, gốc Trung Quốc, làm người đại diện pháp luật, chuyên sản xuất dầu điều, hoạt động từ năm 2009. Đại diện công ty này cho biết, công ty có 69 công nhân. Sáng ngày 5 tháng 8, có 57 người tới xưởng, số còn lại ở khu tập thể gần đó. Vụ việc khiến hai công nhân tử vong. Danh tính được xác định là Nguyễn Văn Tú, sinh năm 1982, và Nguyễn Văn Thủy, sinh năm 1992. Ngoài ra, có một công nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động này. Bà trùm Hoa hậu Phạm Kim Dung lên tiếng về ảnh mặc áo dài bị đào lại, quyết nhờ pháp luật vào cuộc. Mới đây, bà Phạm Kim Dung, trưởng ban tổ chức Miss Grand Việt Nam, chính thức lên tiếng xoay quanh bộ áo dài bà từng mặc, đang nhận về những ý kiến trái chiều trên các diễn đàn mạng xã hội. Trưởng ban tổ chức Miss Grand Việt Nam cho biết,
Bộ áo dài của bà được một thương hiệu thời trang trong nước tặng vào dịp Tết Nguyên đán 2024. Sau đó, bà dùng diện trang phục này trong một sự kiện của công ty diễn ra đầu năm. Về quy cách thời trang trong thiết kế áo dài, đó là các chi tiết nút thắt trang trí như nút tròn, nút bọc, nút hoa hay là nút thanh để có thể làm điểm nhấn, điểm xuyến ở phần vai áo ở dạng cách tân này. Điều này đã bị xuyên tạc trở thành một vấn đề về quan điểm chính trị. Tôi hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật nên tư tưởng và lòng yêu nước vô cùng rõ ràng và minh bạch như ánh mặt trời. Tôi khẳng định và tự tin rằng không hề có bất cứ ý định nào dùng để làm hoen ố hình ảnh của chính mình. Mong khán giả có cái nhìn hết sức công tâm và không bị dẫn dắt bởi những đối tượng xấu, có hành vi tấn công mạng, công kích cá nhân. Mọi bài đăng bình luận xuyên tạc, luật sư của chúng tôi sẽ lập vi bằng và nhờ pháp luật vào cuộc. Bà Phạm Kim Dung chia sẻ. Trưởng ban tổ chức Miss Grand Việt Nam cũng cho biết, ngay khi vụ việc xảy ra, tôi đã có trước báo cáo với cơ quan chức năng để được pháp luật bảo vệ và trong ngày hôm nay, chúng tôi sẽ thực hiện quyền công dân của mình để lập vi bằng những tài khoản đã xuyên tạc, vu khống và gửi đơn đến Công an thành phố Hồ Chí Minh, Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hồ Chí Minh, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để tường trình sự việc một cách rõ ràng và được đề nghị bảo vệ. Xử phạt người chở trẻ đi ngược chiều, bỏ xe giữa đường ở ngã tư tại quận 3. Ngày 5 tháng 8, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an quận 3 thành phố Hồ Chí Minh đã mời làm việc với ông Nguyễn Văn Tâm, 42 tuổi, để xử lý về hành vi chạy xe máy ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều, bỏ xe giữa đường cản trở giao thông. Ông Tâm là người điều khiển xe máy chở theo trẻ em chạy ngược chiều đối đầu với ô tô đi đúng chiều trên đường vào sáng ngày 30 tháng 7 tại ngã tư Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Theo clip đăng tải trên mạng xã hội, khi bị ô tô chặn lối đi ngược chiều, ông Tâm dừng lại, sau đó bỏ xe máy giữa đường rồi bế trẻ em đi vào ngồi vỉa hè. Nhiều phút sau, ông mới chịu lấy xe máy rồi tiếp tục đi ngược chiều. Sự việc gây ùn tắc kéo dài được đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc. Tại cơ quan công an, ông Tâm thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Đội cảnh sát giao thông trật tự Công an quận 3 đã lập biên bản xử phạt với ông Tâm về hành vi đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều với mức phạt 1,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng và lập biên bản về lỗi đỗ xe ở lòng đường đô thị gây cản trở giao thông, phạt tiền 350.000 đồng. Tàu cá bị chìm gần đảo Phú Quý, 4 ngư dân được cứu sống. Chiều ngày 5 tháng 8, Thượng tá Huỳnh Văn Đính, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết, một tàu cá Phú Yên mang số hiệu PI95526TS vừa bị phá nước và chìm tại vùng biển gần đảo Phú Quý. Tàu có chiều dài 18,5 m, công suất 520 CV, do ông Phạm Ngọc Tưởng, 46 tuổi, làm thuyền trưởng. Trên tàu có 4 ngư dân. Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên đã lập tức rà soát các tàu cá đang hoạt động gần khu vực tàu cá bị nạn, thì phát hiện tàu cá mang số hiệu PD92046TS của ông Nguyễn Tấn Đô và tàu cá PD92448TS của ông Hồ Ngọc Thống, nên đã trao đổi với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định để kêu gọi hai tàu cá này hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn. Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, 4 ngư dân của tàu cá bị nạn đã được tàu cá của ông Hồ Ngọc Thống cứu vớt. Hiện sức khỏe 4 ngư dân đã ổn định và được đưa vào đảo Phú Quý, Thượng tá Đính cho hay. Cũng theo ông Đính, tàu cá này bị phá nước cũng được hai tàu cá Bình Định hỗ trợ lai dắt vào bờ, neo đậu tại bãi Phủ, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.